Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là nhân sự tùng sự. Tại vì đây là một cái trách nhiệm của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà Đức Thầy cho biết là thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Tuy nhiên thành hậu đi làm, nhưng mà toàn thể cô bác bà con trong và ngoài nước ai cũng dõi mắt nhìn theo để công việc làm của mình có đúng hay không, và có đúng với chân lý hay không, và bên cạnh là làm như thế nào. Cho nên Đức Thầy đã cho biết là phải tương trợ lẫn nhau trong những việc, tất cả mọi việc. Thì hôm nay thành hậu sau khi đến đây phát quà có quay lên một cái clip, và mấy đây là có một chị Dung ở bên Đài Loan. Chú thấy tất cả ban trị sự là còn rất là trẻ tuổi, nhưng đặc biệt là ban trị sự này dùng sâu dùng xa mà toàn là lão tướng không à. Dạ, dạ thiệt, mấy ban trị sự khác là 30 mấy, 2 mấy, 5 mấy trở lại thôi, không có lớn nữa. Nhưng mà ban trị sự này đặc biệt là toàn là mấy cô bác lớn tuổi. Theo cái quan niệm của người đời á, ta nói là lớn tuổi thì phải ở tại nhà nằm võng để cho con cháu nó đến nó dâng cơm dồi nước để hưởng thụ mà. Nhưng mà đối với dạ để hưởng thụ cái hiếu của con cháu. Nhưng mà đặc biệt cái ban trị sự ở Trường Thành này đến đây phát quà, mà nhân sự ở đây là toàn là mấy chú bác lớn tuổi. Cho nên cái chị Dung này mới cảm thấy như vậy, nói thành hậu có thể hỗ trợ cho mấy chú một ít tiền được hay không. Thì thành hậu nói cái chuyện gì chứ chuyện đó thì tốt, tại vì mấy chú này đó là hiện tại bây giờ gia đình tất cả mọi nhân viên bên ngoài cắt bỏ. Ban trị sự nếu nói về đạo Phật giáo Hòa Hảo kêu là ban trị sự, chứ đúng ra ở đây khu vực này gọi là cái chùa. Nếu nói mình đạo Phật đây là cái chùa, tại vì mình kêu nó khác tên thôi. Tại vì ở đây cũng thờ cúng, đây ba ngôi là tượng trưng cho chư Phật mười phương, ngôi Tam Bảo nè, dạ rồi ngôi Cửu Quyền tượng trưng Thánh Đạo, ngôi Thông Thiên tượng trưng cho Tiên Đạo, là Tam Giáo Quy Nhất Môn, là Ngũ Chi Hiệp Nhất, là ba ngôi thờ là hàm chứa tất cả chư Phật mười phương. Nếu nói về bên đạo Phật đây là cái chùa, còn bên Phật giáo Hòa Hảo kêu cái danh từ là ban trị sự. Vậy thì hôm nay chị nói rằng sẽ hỗ trợ cho mấy chú, cũng như này đây là ông Từ nè, còn mấy ngày người này là bà Từ. Tại vì nếu nói mà cái bên chùa là ông Từ bà Từ, dạ ở đây thì không có gì hơn là săn sóc cảnh già lam, trao luyện đức lành, dòi mài trí tuệ, hầu giảng giải cho bá tánh thập phương sao miền tục lỵ, không còn thiết tính việc đời. Gia đình nhà cửa của nhà sư là cả thế gian, thân quyến của nhà sư là khắp cả những loại đại đồng. Đó là hạng người dốc tu cho mau thành Phật quả, thoát kiếp luân hồi. Chứ tuổi mình mấy chú như bây giờ là chỉ còn đường đó thôi. Cho nên hôm nay chị Dung này muốn khích lệ tinh thần và muốn hỗ trợ cho mấy chú để đi lại tới lui cho cái công việc đạo đức của mình. Chứ hiện giờ thành hậu thấy thật ra đây là một cái điều cũng hơi tuổi. Thường thường mấy ông đạo toàn bộ đi cho người ta không, vận động đi cho này cho kia, cho gạo cho cơm, đi cứu trợ từ miền Trung cho tới miền Bắc, đi ra biển ra hòn, đi đủ chỗ hết trơn. Dạ đi cho người ta không, mà ít ai mà cho lại, nó ngộ vậy đó. Nhưng mà không xin, mấy chú không xin mà cũng không buồn không tuổi. Đối riêng bản thân thành hậu, mỗi khi mà thành hậu nêu lên cái ý kiến, cho nên thành hậu có bổn phận thành hậu hồi xưa đến giờ, sau khi mà mở lên chương trình thiện nguyện, thành hậu là duy nhất là hộ cho người tu là trước ngáp trước mắt, sau đó mới hộ cho thêm những cái người khổ khổ. Giống như bây giờ cái cây mà có trái rồi thì mình hiện bây giờ dung phân tưới nước là mình lụm trái, còn ở kia mà mới có nước nanh mà gieo mà tới mấy chục năm nữa nhưng mai vàng là biết chừng nào. Thật ra mà nói gì vậy, thầy nói là giúp người đói khó như mì. Dạ. Nhưng mà thầy dạy câu sao là dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Dạ. Thầy ơi, dạy nó niệm Phật khó dạy lắm quý vị ơi. Dạ. Mình giúp được bao nhiêu sự khỏi dạy tâm niệm Phật. Dạ. Dạ vậy thì. Dạ vậy thì hôm nay ban trị sự này được như tổng cộng ở đây là 7 người ha, 2, 4, 6. 8. Dạ 8 người. Dạ thì hôm nay thành hậu sẽ đã có nói với chị Dung rồi. Chị hỏi là mỗi một ban trị sự được bao nhiêu thành viên? Nói ban trị sự được 8 người lớn tuổi. Dạ thì chị nói mỗi một vị như vậy là chị gửi là 2 triệu. Vậy là tổng cộng là 16 triệu của mấy chú đây. Thì đây là xin rồi gửi lại mỗi một vị là 2 triệu ha. Rồi sau đó nè. Dạ đây con gửi cô. Dạ 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ đây em gửi chị. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây con xin gửi chú. Dạ. Cảm ơn. Sao còn ít chứ ta? 20 tờ rồi, sao này còn ít chứ ta? Con gửi cho chú. Dạ Nam Mô Đà Phật. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây con gửi chú. Dạ. Không có thì thiếu lấy đây thêm. Ông này ít hơn.
có 4 tấm à. Dạ, Nam Mô Đà Phật. 1, 2, 3, 4. Dạ, đây con gửi chú 4 tấm. Dạ, 1, 2, 3, 4. Đây con xin gửi chú. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị, thì kính thưa chị Dung, thì hôm nay Thành Hậu được nhận qua số tiền của chị và đã thực hiện đúng theo tâm nguyện của chị, đã hỗ trợ nơi ban di sự này dùng sâu dùng xa, mà quý cô bác lớn tuổi đã rời bỏ gia đình đến đây để vừa giúp cho bà con mà vừa hỗ trợ tinh thần để cho mình, thì đã nhận được mỗi một vị là 2 triệu, là 8 vị là 16 triệu mà chị đã nhận, chị đã gửi trao. Thì hôm nay đầu tiên xin gửi như chú Hai sẽ có đôi lời để gửi đến chị ha. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Thì kính mời chú Hai. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa với chị Dung cũng như tất cả quý vị đồng đạo kính mến, hôm nay chúng tôi cũng ở trong ban trị sự mà Đô Thành Hậu đã có giới thiệu và được biết là cái người tài trợ là chị Dung ở Đài Loan. Dạ. Thì thật ra mà nói thì chúng tôi cũng có làm rất nhiều việc thiện nguyện, nhưng thường thường thì mình vận động của người này cho người kia không, mà chứ không bao giờ vận động cho mình. Hôm nay đây là lần đầu tiên mình được cái sự hỗ trợ của chị Dung đối với sự giới thiệu của Thành Hậu cho anh em trong ban trị sự. Thì anh em trong ban trị sự chẳng biết nói sao hơn, dùng cái đồng tiền này để làm những việc tốt đẹp hơn, tức là thiện nguyện. Cái việc thiện nguyện của mình và việc từ thiện của mình đối với bà con càng ngày càng phấn khởi hơn nữa. Ở đây nó không phải là nuôi sống cả đời, nhưng mà đây là một cái tấm lòng của chị đã gửi đến cho anh em trong ban trị sự chúng tôi. Thì chúng tôi cũng vô cùng cảm ơn, rất là cảm kích đối với tấm lòng của chị. Đây là cái việc mà ít ai mà hiểu lắm nha. Thường thường ta giúp đỡ cho người nghèo, giúp đỡ cho người là khốn khổ rồi hả, chứ ít ai mà giúp cho ban trị sự lắm. Đây là lần đầu tiên nha, giúp đỡ cho mấy người tổ chức vận động để rồi giúp đỡ cho người nghèo, bà con ở địa phương. Nhưng thật ra thì đây là cái việc hết sức là quan trọng tới việc Phật pháp. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà một người xuất gia đó, người ta thọ của Đặng La Thí Chủ thì người ta phải chú nguyện. Thật ra chú nguyện đó là Đức Phật dạy nha. Khi mình thọ một cái gì của tất cả Đặng La Thí Chủ thì phải chú nguyện cho người ta. Nó mới có cái tác dụng qua lại, và đồng thời cái đồng tiền đó nó mới tiêu hóa được, nó mới giải tất cả các nghiệp lực của người ta, làm giảm bớt sự đau khổ của người đó. Thì hôm nay qua là dạy Đức Thầy, Thầy chỉ biết là giúp người đó khó như mì, nhưng mà dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Thì thưa quý vị, giúp thì được ngay, nhưng mà dạy tâm niệm Phật cũng khó lắm ạ. Chỉ dạy niệm Phật một câu đi cô, niệm Phật một câu đi chị, rất là khó. Chính tôi nè, chính tôi kỳ đó tôi giúp ở trên Tân Châu. Trên Tân Châu quầy cô Út Nhữ đó, thì cô cầm tiền 20 ngàn, cho phát gạo, phát mì, đã đầu lại tới chỗ này nè, cô Út cũng đưa 20 ngàn bà đi ra. Nhưng mà lại tới cổ á, thì cô nghe là thầy dạy, cô nói niệm Phật đi chú. Thì có cái anh này là đó, anh không chịu niệm, anh cười hoài, không niệm được đó. Ông mà sao ông nóng quá, ông thấy nắng quá nóng quá, ông nói niệm Phật đi mà gì không niệm, niệm biết luôn ra. Ông cười hoài, ông này thấy tức mình quá, niệm nó môi, Phật còn niệm được hả? Thì cuối cùng ông này không thể niệm được thì đi qua luôn mà cũng không đưa tiền. Rồi cái chú ăn sao này, chú nói trời ơi niệm nó môi, Phật mà niệm được, tôi niệm nó môi, Phật này nó môi, Phật niệm hai câu, cô này cũng cho 40 ngàn luôn hả? Ông thấy niệm Phật rất là khó vậy, chứ không phải dễ đâu. Cho nên hôm nay chúng tôi cho mấy sự thì là người tu, mà thật chất là người tu, mình cố công đi niệm Phật thì một là niệm cho mình và hai là niệm cho chúng sanh. Cho nên vậy mà vấn đề niệm Phật thì đây là một ngày nằm lòng, đó là cái sự nghiệp của mình mà không thể là bỏ được. Vậy thì tôi xin đại diện cho anh em trong ban trị sự xin chân thành cảm ơn chị Dung đã hỗ trợ một số tiền làm cho chúng tôi có cái tinh thần là sức sống phấn khởi thêm hơn. Đây là một cái điều làm cho mình phấn khởi trên bước đường thiện nguyện tu hành. Thì chân thành cảm ơn cô. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Và hôm nay tiếp theo là chú Hai cũng tích cực trong công việc vừa ở đây mà vừa cắt nhà, nghe nói chú của hổm nói chú cắt nhà từ thiện rồi hả chú. Và kính mời chú Hai có đôi lời gửi đến cô Dung. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô Dung và nhà Mạnh Thường Quân với quý đồng đạo hiện diện kính mến, tôi là Hai Cường, là làm từ thiện trong ban trị sự của xã Trường Thành. Năm nay là đúng là một năm 1999 tới bây giờ là tròn không có năm nào nghỉ, mà tôi chưa có nhà tài trợ nào tài trợ cho tôi tiền mà để tôi sống. Hôm nay là tôi có cô là cho tôi được 2 triệu tài trợ cho tôi.
thì chú không biết nói gì hơn. Bây giờ chú cũng cầu chúc cho cô được dồi dào sức khỏe, trí huệ phát khai để tu học đến ngày thành công viên mãn. Và tôi để nguyện 2 triệu này để tôi không xài, để tôi giúp những người gặp khó hơn tôi. Tôi tới đây cũng có đi hồi năm 99 tới giờ là năm nay là 22, 23 năm mà chưa ai cho tiền chú ai. Ông đi làm cho người ta thôi, không ai cho tiền. Thiệt là một cái điều này rất là quý, và chú nói là chú tiền này chú chân không có xài. Chân thật đó. Dạ. Tôi vô điện thoại rồi gặp ai khốn khổ tôi cho. Dạ, rồi để chú có thể bệnh hoạn. Xây xài đi, kia đó. Thì tao dạ. Mình xây xài đi. Dạ, tôi làm rồi đó tới giờ anh em cho tôi không lấy. Khi mà tôi làm mà cho ra cho mượn nhà ban dân sự đó, là đồng đạo tôi lấp mương rồi tôi mượn hỏi tiền cô tôi mượn mà bà lập vô là đem họ quấn không biết nhiều bạn thân lắm bà lập ấy đem vô giá tới đưa với giúp tôi nói không có lấy anh này tôi còn làm được thì bỏ chuối ông chạy về ông tôi đưa chú mà không chú không nhận và mất tiêu rồi tôi nói hơi mất cho nó lụm luôn đi thì coi là lại như là thôi. Dạ nam mô Phật. Rồi tiếp theo thì ông bác thứ mấy này. Dạ rồi ông bác hai. Dạ xin bác hai có đôi điều ha. Dạ nam mô Phật. Mô Đà Phật mà được cô này gần nãy nói tôi quên là cô Dung đây đây cô rồi Dung. Dạ rồi không có cho gọi bác thì nói bây giờ tôi á thì năm nay á thì nói cho ngay cũng là tám mấy tuổi rồi là ông già của trưởng ban chi sự ở xã Trường Thành, nhưng mà sự thật á, thì cũng như lời chú hai nói tôi nào vậy làm từ thiện với chú hai nó cũng đi làm chung, nhưng mà làm thì cho anh em. Nhưng cái cầu này á thì sự thật á, tôi á thì gia đình cũng lớn tuổi nhưng mà bây giờ tiền thì cũng cơ này neo hẹp. Cô cho tôi á số tiền này thì tôi cũng mừng lắm, chú cảm ơn cô. Cô được cũng nhờ thầy tổ gán độ cho cô được đến ngày mà thành công, được đến gặp thầy tổ, đó là điều quý báu nhất. Tôi thành thật cảm ơn cô. A Di Đà Phật. Và tôi xin chân thành gửi lời cảm tạ, cảm ơn tấm tình của cô Dung đã giúp đỡ cho những vị tu hành ở ban trị sự, giúp cho ban trị sự giờ đi làm các việc từ thiện. Hiểu thầy cho biết là làm hết các việc từ thiện, tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng trong sạch. Thì đây thì anh em chúng tôi cũng quyết chí tu hành. Thì tôi cũng có cốc riêng tu, nhưng mà mình rảnh rang thì đi làm sao từ thiện để giúp ích cho mọi người. Nhưng mà hôm nay thì được cô giúp đỡ số tiền này để tăng thêm cái động lực để mình tu hành, để sinh sống. Thôi thì tôi xin chân thành cảm ơn cô, chúc cô gia đình được là hạnh phúc, an vui, mạnh khỏe và cố gắng tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ tiếp theo tới chú thứ mấy? Dạ tôi thưa Úc. Dạ dạ kính mời chú Úc. Dạ kính mời chú Úc. Dạ. Có đâu chú để con nhìn chú đâu. Dạ. Tôi cũng là kính chào của mạnh thường quân cô Dung. Chúng tôi là thành viên của ban trị sự xã Trường Thành. Thì chúng tôi ở đây thì tuy gần lớn tuổi cũng vừa lo là làm gia đình để sống rồi nhín nhúc thời gian. Chứ anh em chúng tôi ở đây cũng là lại ban trị sự ở đây để là đóng góp bằng cái tinh thần sức của người lớn tuổi. Tuy rằng là không làm được bằng như các tuổi trẻ, như anh em khác hay là những cô chú khác ở nơi khác, thì mình việc sức nhỏ thì làm việc nhỏ, cống hiến bằng cái sức già như lớn tuổi anh em chúng tôi ở đây. Thì tuy là người nông dân mà cũng cố gắng nhín nhúc thời gian của cái tuổi còn lại của tuổi lớn, mà cũng theo cái lời di huấn của Đức Thầy đã dạy thì không có cái gì quý hơn con người, mình hãy đồng tâm hiệp lực là để lo lại cho những cái hậu nhân sau này để có một cái cơ ngơi, hay là những cái làm những cái việc có bổ ích cho xã hội để sau này để còn duy trì lại cái ban trị sự, hay là cũng như cái phần hậu bối để tiếp tục lại cái phần di huấn để của Đức Thầy để giáo hóa lại chúng sanh. Thì chúng tôi thì cũng là
lời nói của tôi thì cũng đến đây thì cũng tạm dừng. Tôi cũng xin cảm tạ cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân đối với ban trị sự và những người lớn tuổi của anh em chúng tôi ở xã Trường Thành. Tôi xin một lần nữa, tôi rất cảm ơn nhà Mạnh Thường Quân đã nghĩ đến những anh em đồng đạo mà lớn tuổi của xã Trường Thành. Tôi thành thật xin cảm ơn. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Thầy ông chú mình cái này ha. Dạ, cũng đôi lời gửi đến Mạnh Thường Quân cái. Dạ. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Xin kính chào cô Dung. Tôi thì cũng coi như thành viên trong ban di sự, tôi ở Trường Long, tôi lên đây làm cũng từ thiện lên đây. Thì trước nhất cô có cái tấm lòng để chiếu cố cho ban di sự xã Trường Thành, thì điểm nhất là tôi cũng cảm ơn cô được nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng đồng năm cho những cuối năm để đi cứu giúp những nơi nào còn thiếu hụt, cũng như ban di sự xã Trường Thành này. Thì tôi cũng muốn nói nhiều hơn nhiều, thì xin chân thành cảm ơn cô nhiều. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Theo là cô Năm C. Cô Năm C. Mô Phật. Dạ, yeah, sẽ có đôi lời gửi đến cô Dung. Đúng rồi. Dạ, yeah, xin chân thành cảm ơn. Rồi, kính mời. Cảm ơn cô Dung cho tôi được 2 triệu bạc, tôi mang ơn lắm. Tôi đó giờ không ai cho tôi hết trơn trời. Bây giờ cô cho tôi mừng quá, tại chúc cô vui vẻ khỏe mạnh, có cái đường bước lên, có tiền đi cho hoài. Yeah. Được không? Được. Đó, đánh giỏi rồi mấy cô mà có tiền mới cho người ta chứ. Rồi cô vô đây cô làm gì, cô thấy có mệt mỏi gì không? Ở đây làm. Không mệt mỏi gì. Con cháu có la gầy gì không? Làm sao dám gầy. Dạ. Dạ, đâu gầy được. Dạ. Yeah. Chứ thường thường đi con cháu nó bà đi bà đau bỏ bà luôn á. Là cái đó có à. Có rồi sao bà nghĩ bà thấy sao? Cái chuyện bổn phận phải đi. Dạ. Cái bổn phận là phải vô đây chứ không phải không đi được. Dạ. Cỡ nào ai nói cô không qua tôi hết. Mà cô nghĩ sao mà cô vô đây á? Dạ. Suy nghĩ sao? Suy nghĩ sao? Thầy thôi chứ nghĩ sao giờ? Dạ. Có nhiều đó thôi. Dạ. Suy nghĩ gì thầy? Tốt. Chứ không có gì hết thôi. Dạ. Chứ con cái mình đâu có biết. Dạ. 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 Thôi vậy giờ nếu vô đây mới phải đó nghe. Dạ. Hồi nãy tôi vô tôi ăn cơm nhiều lắm à. Dạ. Rồi dạ. Rồi, thì đây cô Năm C cũng có đôi lời. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Mà kể như Tết tới vài bữa nữa tao 80 đi. Dài bữa 80. Rồi. Tháng 10 rồi. Dạ. Tháng 1, có 3 tháng nữa à. Rồi 80 tuổi. Còn 3 tháng nữa. Rồi con chúc cô sống chừng 20 năm nữa thôi. Đừng có sống quá. Nam Mô Như Là Phật. Giá trời Phật tôi 3 năm nữa rồi không còn. Được, được. Không sao đâu. Rồi tôi ở dài. Dạ. Rồi tôi ở dài trời. Chết hết thì ở. Rồi. Ở chết hết thì sợ ma mình cũng chết theo. Dạ. Rồi thưa quý vị, thì đây cô Năm cũng có đôi lời gửi đến quý vị. Mình cũng một cái nhân tình cũng rất tốt vì thầy tổ mà phải buông bỏ tất cả. Thì tiếp theo chị chút nữa đây mình nên bán lên thiết một đài. Rồi thưa quý vị, và tiếp theo chị Mỹ là đại diện ban, là trưởng ban luôn hả chị? Trưởng ban luôn. Trưởng ban trị sự ở tại nơi khu vực xã Trường Thành này sẽ có đôi lời tóm kết lại trong một cái chương trình hôm nay. Là cô bác bà con ở đây, mấy cô chú đã nhận được số tiền thì chị sẽ đại diện chung kết thúc một lần nữa. Sau cùng lời nói chân thành cảm ơn, rồi xin trân trọng kính mời chị. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô Dung, hôm nay thì nhân dịp mùng 1 tháng 10 Mạnh Thường Quân đồng đạo Thành Hậu đến ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Trường Thành, trước là để hỗ trợ cho cây cầu gia cố được hoàn thành, ủng hộ cho ban trị sự trong công trình thi công cố gắng để làm hoàn thành cây cầu đó, là ủng hộ 30 triệu. Sau chương trình hôm nay thì đó là hỗ trợ cho 8 vị đồng đạo thành viên trong ban trị sự, là do nơi cô Dung phát tâm hỗ trợ cho những người trong ban trị sự già cả, và giúp sức cho ban trị sự có nhiều công tác đạo sự để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và bên cạnh đó thì tất cả đồng đạo của chúng tôi ban trị sự ở nơi đây chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của cô, và kính chúc cô được nhiều sức khỏe, tu hành tinh tấn đến ngày thành công viên mãn. Và một lần nữa thì tôi đại diện cho ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Trường Thành kính chúc cô được
tu hành tinh tấn và đồng phát tâm tu đến ngày thành công viên mãn. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị, thì hôm nay Thành Hậu đến đây để hỗ trợ về vấn đề hai việc. Một là về cái cầu đã hoàn thành, tạo niềm vui cho cô bác bà con ở nơi khu vực này, ở Trường Thành. Và thứ hai thì làm một cái cũng như một phần quà nho nhỏ để gửi đến cho mấy chú, cho cô bác bà con ở đây cũng được một cái niềm vui. Và Thành Hậu sẽ xin nói luôn với mấy chú là Tết á, Thành Hậu có sẽ mở ra một cái chuyến, tức là nơi khu vực ban trị sự Thành Hậu sẽ phát quà cho mấy chú thành viên ban trị sự. Dạ, chứ thành viên ban trị sự sẽ phát quà mỗi một vị một phần quà. Thì tới đó Mạnh Thường Quân sẽ ủng hộ và chúng tôi sẽ đi phát cho bà con. Đây là một phần quà khích lệ. Tại vì cái tâm nguyện của mình đó, làm sao hỗ trợ cho cái người tu thôi. Giống như là quạt mát để trên con đường đi Tây Phương có hơi mệt. Chứ nhiều khi mình tu mà không ai quan tâm hết, như nãy giờ như chú Tám, chú Hai nói là hồi năm 99 tới giờ mà chưa thấy ai mà cho mình tiền gì chứ. Già dần thấy khổ hai mươi mấy năm rồi. Làm kêu bạn là nghe bán thân mẹo dậu, nhưng mà thật ra đó, cái đó là Đức Thầy đã cho biết là làm vô vi chánh đạo mới màu, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, phải tìm kiếm cái không mới có, hay hoặc là vô vi chánh đạo hỡi người ơi, tức là làm những cái chuyện vô vi, tức là làm rồi là mất, không cần kể, không cần thấy, không cần biết gì hết, và sau cùng cũng không giúp đời, đừng đợi trả ơn luôn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Dạ. Và chúng tôi thấy rằng đây là những vị mà phát tâm hỗ trợ cho những người tu đó, là tương lai mai hậu kiếp sau toàn thể quý vị sẽ ít nhất đó là cũng phải như A Nan. Và quý vị mình thấy như A Nan ngày xưa là lý do đó là tiền thân trưởng giả nu tu sĩ, thì hậu kiếp A Nan đắc pháp thiền. Tức là ngày xưa A Nan, quý vị mình biết tại sao mà ông rất là thông hiểu, Đức Phật nói bao nhiêu ông nhớ hết nhiêu, là lý do hồi kiếp trước ông đã hộ trì cho một vị tỳ kheo thôi, học kinh. Dạ, tức hộ trì cho một vị tỳ kheo thôi, không cần nhiều, một người thôi. Và sau người đó đắc đạo, thì người đó đắc đạo, thì ông là trưởng giả, là đầu thai là ông A Nan. Dạ, vị tỳ kheo đó là ai? Là Đức Phật. Đó quý vị, cho nên hôm nay mà cô bác bà con có phát tâm hỗ trợ cho người tu, thì chúng tôi tin chắc rằng trong tương lai mai hậu quý vị là có một đại trí tuệ rộng lớn để học kinh pháp của Phật, để cố gắng tu hành tinh tấn giúp mọi người. Là mình mời mọi người, mời mọi người ăn cơm mà mình phải ăn nha cô, chứ mình không ăn mình đói à. Phải ăn chứ. Dạ, mình giúp mọi người để cho trên đường tu tập, nhưng mà mình phải tu mới đạt. Chứ còn mình giúp mọi người tu mình không đắc đạo, mình chỉ có gieo duyên thôi, mình tu mới đắc đạo. Thì xin thông báo với quý vị Mạnh Thường Quân luôn, mình giúp cho mọi người là một chuyện, mà mình phải tu, mình phải niệm Phật, mình mới đắc đạo. Còn ông đó là mình chỉ có phước báo thôi. Dạ, thì phước báo đó là nó để cho chúng ta trong tương lai mai hậu là mình được là nhiều người ủng hộ mình và được trí tuệ rộng lớn. Dạ, vậy thì xin thông báo quý vị Mạnh Thường Quân là Tết á, là Thành Hậu sẽ có mở ra một cái chương trình là hộ cho tất cả những cái thành viên ban trị sự, mỗi một vị một phần quà. Tới đó tùy theo mà Mạnh Thường Quân giúp nhiều thì cái phần quà nhiều hả chú hai? Nhưng mà trong đó là cũng có phải có ban trị sự của mấy chú này nữa, mỗi người cũng phải có một cái gì đó, giống như ta làm việc ở nhà nước mỗi một năm ít nhất là người ta cũng có một cái gì đó, cái lẵng hoa hay một cái bình gì đó, bánh trái được không? Dạ. Còn mấy ông đạo sao không thấy ai tặng gì hết? Thì năm nay Thành Hậu là một cái người đầu tiên sẽ hỗ trợ ra đó, là tất cả những ban trị sự nào mình đi đến được, mình sẽ hỗ trợ cho toàn thể quý vị thành viên trong ban trị sự một phần quà, mỗi một viên một phần quà. Rồi thì sau cùng, dạ dạ, vậy thì sau cùng thì Thành Hậu tóm kết lại trong một chuyến đi ngày hôm nay thành công rất tốt đẹp, là do quý vị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước để hỗ trợ cho chúng tôi để làm công việc thiện nguyện của mình được thành công tốt. Xin chân thành ghi ơn và xin chúc cho toàn thể cô bác anh chị em ở đây cùng với tất cả quý vị Mạnh Thường Quân cùng các nhà hảo tâm luôn luôn được bình an sức khỏe và tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền, hay hoặc là ước trăm họ nhà mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàn, hay hoặc là Đức Thầy nói thêm cho chúng ta biết rằng là có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc.
Thành hậu lễ phép kính chào. Nam mô A Di Đà Phật.